Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Thời Gian Top. Fortnite là một tựa game đã mang về doanh thu hơn 1 tỷ đô trong năm 2018 chỉ sau 1 năm ra mắt và gần 1,8 tỷ đô sau năm 2019 và đã thu hút được hơn khoảng 125 triệu người chơi. Quá một con số quá đáng kinh ngạc phải không nào? Vậy thì điều gì để khiến cho tựa game Fortnite trở nên thu hút người chơi cũng như là thành công đến như vậy? Hãy cùng mình phân tích cũng như là dự đoán tiềm năng của tựa game này trong một năm tiếp theo nhé. Bắt đầu vào video. Fortnite là trò chơi trực tuyến được phát hành vào năm 2017, thuộc thể loại bắn súng sinh tồn trong thế giới mở. Người chơi thu thập tài nguyên, vũ khí và các công cụ để giúp cho nhân vật mình điều khiển để có thể tồn tại lâu nhất. Bối cảnh trò chơi là trái đất khi con người không còn tồn tại nhiều trên hành tinh này. Game có hai chế độ chơi là Save the World và Battle Royale. Trong Save the World, game thủ phải tham gia vào một nhóm 3 người chơi khác để hoàn thành các nhiệm vụ phòng thủ trước các đợt tấn công của zombie. Và ở chế độ này, các bạn sẽ cần phải mua với mức giá là 15,99 đô. Còn với Battle Royale là chế độ cho phép người chơi so tài với tối đa 100 game thủ khác trên một hòn đảo. Nhiệm vụ chính là nhặt vũ khí, công cụ và tài nguyên, sau đó sử dụng chúng để tiêu diệt đối thủ, trở thành người duy nhất còn tồn tại. Chắc cũng không xa lạ gì khi mà PUBG là một xu thế mới trong tựa game thể loại Battle Royale này và tạo nên một hiện tượng toàn cầu trong năm 2018. Epic Games đã nhanh chóng áp dụng nó cho tựa game Fortnite của mình trên nền tảng Xbox, PS4 và PC. Điểm khác biệt đó là nếu như bạn phải bỏ 30 đô để mua tựa game PUBG thì Fortnite Battle Royale sẽ không hề tốn một chi phí nào cả. Epic Games đã rất là thông minh khi mà cung cấp cho tựa game Battle Royale gói Battle Pass giá 10 đô một tháng. Vật phẩm đa dạng, luôn thay đổi trang phục, điệu nhảy đến skin vũ khí để níu chân 125 triệu người chơi. Và đây chính là nguồn thu chính đến từ các giao dịch này trong Battle Royale. Người chơi có thể bỏ tiền thật để đổi lấy V-Bucks, một đồng tiền ảo trong game, dùng để mua trang phục, phụ kiện, vật phẩm cho nhân vật chính của mình. Về cơ bản, nếu như đã từng chơi qua PUBG, bạn sẽ không khó để làm quen với Fortnite bởi sự tương đồng đáng kể về mặt lối chơi lẫn phong cách sinh tử. Việc của bạn là sống sót càng lâu càng tốt. Tương tự, đấu trường sinh tử trong Fortnite Battle Royale cũng là một hòn đảo có diện tích khá lớn, vốn là nơi 100 người chơi sẽ phải tử chiến với nhau nhằm chọn ra kẻ chiến thắng duy nhất. Tựa game sinh tồn này vẫn có nhiều điểm nhấn khác biệt, riêng biệt so với PUBG, cũng là những điểm đắt tiền đã làm nên thành công của Fortnite. Đáng chú ý nhất đó là tính năng tương tác với môi trường khá là độc đáo, khi mà gần như tất cả mọi thứ trong thế giới của Fortnite Battle Royale, từ nhà cửa, cây cối, cho đến đất đá, xe cộ, container đều có thể phá hủy bằng súng đạn hoặc là bằng cuốc, một cái vật dụng mặc định cung cấp cho người chơi khi mà vào đầu game. Chính video này đã mang đến sự đa dạng về mặt lối chơi, khi không có một vị trí ẩn nấp nào trong game có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối nữa. Chẳng hạn, khi thấy kẻ địch đang cố thủ trong một tháp canh cực cao, người chơi có thể nã đạn hoặc sử dụng một cuốc phá hủy chân tháp nhằm khiến cho kẻ địch sập nhà mà chết. Bên cạnh đó, với tính năng xây dựng độc đáo thừa hưởng từ chính từ game gốc, game thủ có thể xây dựng lên đủ loại công trình trong game dựa trên các loại nguyên liệu như là gỗ, đá, sắt thu thập được sau khi phá hủy mọi thứ trong game. Tính năng này đương nhiên không phải là để cho vui, khi nó có vai trò khá là quan trọng trong chiến thuật chơi game Fortnite Battle Royale. Về đồ họa và hình ảnh, trái ngược với hình ảnh xám xịt của bom khói hay là phong cách chiến tranh của PUBG, Fortnite mang đến một tông màu khá là dễ thương, tươi mới. Một điểm thu hút khách trong đây đó chính là đồ họa của game yêu cầu không quá cao, có thể chơi với các máy cấu hình thấp, rất là tiện lợi cho nhiều người muốn trải nghiệm từ game Battle Royale. Đó là sơ lược về giới thiệu cũng như là những đặc điểm nổi bật của tựa game Fortnite. Bên cạnh những cái đặc điểm đặc biệt của game thì nó vẫn còn một số điểm trừ phần nào khiến cho người chơi không còn gắn bó lâu dài với tựa game này. Điểm trừ dễ thấy đầu tiên đó là cơ chế bắn súng của game. Mặc dù là được phát triển bởi cha đẻ của dòng game bắn súng góc nhìn thứ ba nổi tiếng Gears of War, khá là ngạc nhiên là phần bắn súng của Fortnite Battle Royale lại chưa được hoàn thiện tốt. Chứ cần bàn đến việc bắn có đã tay hay không, các loại vũ khí trong game khi khai hỏa quá là thiếu độ giật, mang đến cho người chơi cảm giác như là bắn súng giấy. Bên cạnh đó, Fortnite Battle Royale hiện tại vẫn còn khá nhiều điểm thiếu sót như là vấn đề về bảng xếp hạng, sự cố trò chơi. Khi mà người chơi không tải vào trận đấu giải đấu, những người chơi nổi tiếng như là Demo, Tyler và nhiều người chơi khác không thấy giá trị trong Fortnite và bắt đầu cảm thấy mất hứng thú khi mà theo thời gian nó không mang lại tính cạnh tranh cao. Epic Games chưa bao giờ thực sự làm việc tốt đối với các tổ chức này trong quá khứ. Đáng chú ý nhất là tại World Cup Fortnite, nơi mà một quy tắc trang phục cụ thể cấm người chơi biểu tượng tổ chức thể thao cho các thương hiệu mà họ đại diện. Nhiều tổ chức vẫn tham gia vào Fortnite do sự phổ biến của nó,
Tuy nhiên, lợi ích thực sự duy nhất là đại diện cho từng người chơi. Các tựa game esports khác như là Rainbow Six cung cấp sự hợp tác đầy đủ với các tổ chức, bao gồm là logo, áo và thậm chí là tích hợp thương hiệu của họ vào chính trò chơi. Sẽ thật là tuyệt nếu như Epic Games đồng ý bán skin theo chủ đề. Và với những điểm trừ của Fortnite, vậy thì tương lai nào dành cho Fortnite? Người chơi liệu sẽ tiếp tục rời Fortnite cạnh tranh? Đó là một thực tế. Nhiều người không thể tiếp tục biện minh cho việc cạnh tranh khi mà nó tốn kém, không kiếm được tiền cho họ. Đối với một người chơi ít được biết đến, thật là khó để có được sự công nhận cho một biển cầu thủ trẻ đầy tài năng. Có rất nhiều người chơi đang mất niềm đam mê thi đấu, bắt đầu theo xu hướng của Fortnite. Một số người chơi vẫn thích nó, và những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất để có được động lực cạnh tranh và vươn lên thông qua bảng xếp hạng. Với những tựa game đầy triển vọng khác, chúng ta có thể thấy Fortnite mất nhiều hơn là được. Nhưng đây vẫn là một trò chơi lớn trong một cái sơ đồ lớn. Với một hiệu suất trò chơi được cải thiện, giao tiếp tốt hơn và cởi mở hơn với cộng đồng cạnh tranh, Fortnite có thể duy trì cơ sở người chơi của mình hay không? Nhìn chung thì chúng ta không thể nào phủ nhận được một điều, đó là Fortnite vẫn là một cái tên đầy tiềm năng trong vô số tựa game đang ăn theo PUBG ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta đã có một cái gameplay khá là mới cũng như là độc đáo, với cái cơ chế chơi game rất là hay cũng như là phong phú nữa, cơ chế xây dựng cũng như phá hủy tòa nhà và các khối khác nữa. Sẽ là dở hơi nếu chúng ta đang đắn đo là liệu có nên tải Fortnite hay không, bởi vì nó vừa có gameplay độc đáo nè, vừa miễn phí nữa, và thậm chí là chúng ta không cần mất một xu nào để có thể sở hữu tựa game này và chơi nó giống như PUBG vậy. Và đó là những cảm nhận của mình về tựa game Fortnite. Các bạn nghĩ sao? Các bạn có đang chơi tựa game Fortnite hay không? Hãy nhớ để lại phần comment bên dưới nha. Và nếu bạn thấy video này hay, đừng quên nhớ bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Thế Giới Laptop. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.